Kính chào quý vị và các bạn. Ngày đầu mọi người đi học đi làm trở lại, ở khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Còn ở Bắc Bộ thì trời sẽ ấm nóng nốt ngày mai trước khi không khí lạnh tràn về. Tại thủ đô Hà Nội thì dự báo là nắng xuất hiện từ sáng cho đến chiều mai với nhiệt độ cao nhất là 28 độ C. Dù đây là mức nhiệt vừa phải nhưng mà do không khí bị nén lại trước khi gió Đông Bắc về nên là quý vị sẽ có cảm giác hơi nóng và khó chịu. Sang ngày kia, tức là ngày thứ tư, thì trời sẽ chuyển mưa nhỏ và có gió rét và nhiệt độ sẽ giảm mạnh 7 độ xuống chỉ còn là 21 độ C. Và đến thứ năm thì mưa sẽ tạnh và mức nhiệt là không quá 22 độ C. Các nơi khác của Bắc Bộ cũng sẽ cảm thấy ấm nóng vào ngày mai. Dự báo là nhiệt độ cao nhất từ khu vực vùng núi xuống đến đồng bằng và ven biển sẽ có khoảng nhiệt là từ 26 đến 28 độ C. Với Trung Bộ, dự báo là Thanh Hóa và Vinh cũng có nắng vào trưa chiều mai. Mức nhiệt ở đây là 26 độ C. Còn Nha Trang và Phan Thiết thì nắng xuất hiện nhiều và nhiệt độ cũng cao hơn hẳn, đó là 30 đến 31 độ C. Các thành phố còn lại của khu vực này thì bầu trời chủ yếu là nhiều mây và đôi lúc sẽ có mưa nhỏ trong ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày nắng nhiều, đặc trưng của mùa khô. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh hay là Biên Hòa sẽ là những nơi nóng nhất vào trưa chiều mai với mức nhiệt là 34 đến 35 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa nhưng đêm nay gió còn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ở phía tây của huyện đảo Trường Sa thì gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trời mưa rông, tiềm ẩn với lốc xoáy. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.